But if you close your eyes. Chào các bạn, đây là cái máy Garmin 150, máy nông cống. 700W. Đây là cái dòng hàng tương đối tốt của Thượng Hải. Cái hãng tên là Panda, có con gấu. Đó thì đây là cái dây pin 16. Còn cái dây pin 16 thường thì nó sẽ yếu hơn, cái khoảng cách thì nó xa hơn. Rồi. Thì đây mình khi mình cắm điện rồi, thì ở đây bên đây thì nó có cái công tắc số 1, số 2. Theo số 1 thì tới, số 2 thì lui, số 0 thì giữa, đó là công tắc để dùng trong môi trường đảo chiều. Thì khi mà mình trước khi mình bỏ vô thì mình đây từ sau tới. Sau khi mình bỏ vô rồi, ha, ha. Mình chặn cái này xuống. Rồi, trong đây thì nó sẽ có cái đầu, tùy cái đầu. Còn đầu mình, các bạn chưa quen thì khỏi bỏ cái đầu. Cái đầu thì nó sẽ lớn hơn. Đầu nó khi 16 thì nó có 5-6 cái đầu cái rác, bùn, đá giữa hồ, hay là mỡ, tóc. Ha, chặn xuống. Ok, các bạn thấy nè. Bị chặt rồi đúng không? Bắt đầu mình máy, cái bật máy, ép đường số xuống cho dây xoắn, đó là phải cho dây đi tới, đúng không? À, ok, đi, ok, rồi, bật máy như này, ép máy đi tới. Chúng ta không cống, ước lượng được chiều dài, mình cống thứ nhất dưới mà nó 10m. Thì nó để dây ra sẵn 12m và nó 15m thì mình để dây 15-17m. Thứ nhất, thứ hai là đi 1m. Rồi về 1m mình lấy rác ra đi 2m, về 2m lấy rác ra đi 3m, về 3m lấy rác ra tới lúc đi cái mét cuối cùng. Rác thì nó sẽ đọc ở đây. Nè, các bạn sẽ lấy ra. Và cái đầu, nếu mà cái đầu mà nó bình tất rác, cái đầu chỉ rác. Nếu mà nó bán phở nhiều thì lấy cái đầu nó như vậy mở bùng. Và cái cuối cùng quan trọng nhất là khi mà nó tả không á, nếu mà nó co thì các bạn lấy cái đầu nhỏ nha, những cái đầu là đầu nhỏ đây, nó có những cái đầu ha, thì các bạn không lấy đầu lớn, cái này có thể lấy đầu nhỏ nè. Ok, đó, ok, để các bạn không vậy thì nó sẽ đỡ dướng, nó to hơn ha, nó co thì cái đầu này nó sẽ bị vướng nè, cái này nó sẽ vướng, cái đầu này nó sẽ không vướng nha. Rồi, ok. But if you close your eyes.